Hello Sang, em đã quay trở clip với mình nha, mình HZ đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một clip liên quan đến là 50 triệu thì anh em có thể mua được những con hàng CB nào tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trước hết thì như anh em có thể biết rồi, mình sẽ rất là hay làm series về top card. Tuy nhiên với top card thì nói thật với anh em là ít nhất cũng phải vài ba tuần mình mới có thể làm được một clip để lúc đấy nó tổng hợp những con hàng mới rồi là xem thử những con hàng cũ nó đá đấm như thế nào thì mình có thể làm được. Còn với những clip kiểu như là top CB ngon nhất này, top RB ngon nhất các thứ ấy, thì khi làm những clip đấy thì nó không đảm bảo tính khách quan cho lắm, bởi vì là chúng ta sẽ băn khoăn giữa cái câu chuyện là chúng ta chọn một con hàng mức giá cao mà chỉ số cao nhưng mà lại rank không, hay là một con hàng mà chỉ số thấp hơn rồi mức tiền thấp hơn nhưng mà lại rank cao hơn. Từ bây giờ mình sẽ làm các cái vị trí sẽ theo kiểu là 50 triệu này, 20 triệu này, 100 triệu này, sẽ mua được những con hàng nào ở cái vị trí nào để đánh giá tốt nhất, để mình có thể vừa lựa chọn được những con hàng mức rank thấp hơn, mức offer thấp hơn nhưng mà lại rank cao, và cũng có thể chọn những con hàng mức rank mức offer cao nhưng mà lại rank thấp. Và với cái clip này thì nói thật với anh em là mình sẽ dựa vào những cái bảng xếp hạng mà những cái anh em cũng gọi là có sức ảnh hưởng ở trên các cái mạng xã hội liên quan đến FC Mobile ở trên Twitter là chính. Ngoài ra thì sẽ dựa vào ý kiến cá nhân của mình để có thể sắp xếp các cái thứ tự từ 10 đến 1 này. Rồi ngoài ra là chúng ta còn phải so sánh xem các cầu thủ như thế nào, chỉ số đang làm sao, so sánh về chỉ số là một phần, nhưng cũng phải in game nó như thế nào nữa. Thì mình cũng cố gắng làm sao đấy để cho clip nó mang tính khách quan nhất. Tất nhiên là sẽ không tránh khỏi những cái trái chiều, vì thế nên nếu anh em có góp ý thì mình hy vọng là sẽ góp ý một cách tích cực để cho cái cộng đồng của mình nó trở nên tốt hơn anh em nhá. Đầu tiên thì anh em phải biết là 50 triệu là một số tiền không nhỏ nhưng cũng không hẳn là lớn. Với 50 triệu chúng ta sẽ chọn được những cái tên nào? Mình sẽ chọn ra 10 cái tên tốt nhất và mình sẽ sắp xếp từ 10 đến 1 theo ý kiến của mình nữa anh em nhá. Đầu tiên vị trí thứ 10 anh em có thể chọn thì mình sẽ lựa chọn con hàng Ricardo Carvalho. Đây là vị trí thứ 10 anh em nhá. Với 50 triệu thì chúng ta có thể mua được cái phiên bản rank 3 của cầu thủ này. Phiên bản rank 3 thì chỉ tầm khoảng 39 triệu thôi. Lên rank đỏ thì nó lại chênh tương đối nhiều rồi, anh em chỉ có thể mua rank 3 thôi. Thì với Ricardo Carvalho ấy, một cái điểm mình nghĩ là anh em không thích ở con hàng Ricardo này đó chính là cái khả năng chống bóng bổng của nó thôi. 1.83 khả năng chống bóng bổng nó sẽ hơi kém một chút anh em nhé. Nhưng bù lại những cái khoản khác thì mình đánh giá rất tốt con hàng này, đặc biệt là những cái khoản như kiểu là kèm người này, tắc bóng này. Về mặt tốc độ mình cũng đánh giá tương đối cao, chứ không phải là tốc độ 80 là con này chạy chậm đâu anh em ạ. So với các con hàng CB khác là mình đánh giá cũng tương đối ổn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái rate là attacking low và defending high. Thì con này sẽ đá đúng theo kiểu là thòng luôn anh em nhé. Nói chung là nó sẽ đá giữ vị trí này, chờ thời cơ để tắc bóng. Nhưng với Carvalho thì nói thật với anh em là cái khả năng chống bóng bổng của con hàng này nó không quá tốt đâu. Và ở thời điểm này thì rất là nhiều anh em chơi tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên thì với Carvalho mình nghĩ là anh em nào chơi những cái sơ đồ 3 trung vệ ấy thì có thể chơi con hàng này tốt hơn so với việc là anh em chơi sơ đồ 2 trung vệ. Bởi vì chơi sơ đồ 2 trung vệ thì nói thật với anh em là với cái chiều cao này thì sẽ hơi khó so với Ricardo Carvalho anh em nhé. Tất nhiên là với tầm 10 quả thì nó cũng sẽ đỡ được đâu đấy khoảng 3-4 quả thôi. Nó không phải là phế toàn tập đâu. Nhưng so với những con hàng CB khác thì con Carvalho nó có một cái điểm yếu hơn, đó chính là cái khả năng chống bóng bổng. Còn lại những chỉ số khác thì mình đều đánh giá cao nhá. Thì đây là cái tên ở vị trí số 10 mình có thể lựa chọn cho anh em. Nếu mà anh em có tầm 50 triệu và mua được cái mức rank 3 nhá, số tiền còn lại thì anh em cứ up level lên thôi. Ở vị trí số 9 thì mình sẽ lựa chọn cho anh em là đúng 3 cái tên luôn. Đấy, bởi vì sao mình lại chọn 3 cái tên? Bởi vì là 3 cái tên này thì thứ nhất là về giá là nó khá là ngang nhau. Cái thứ hai là nó đều ngon. Nó chỉ khác nhau ở một chỗ là phong cách chơi của anh em như thế nào thôi. Nên là với top 9 này thì mình sẽ chọn 3 cái tên một lúc. Đầu tiên là Cannavaro, tiếp theo là Marquinhos và cuối cùng là Tapsoba. Thì chúng ta cùng phân tích nhé. Với cả 3 con hàng này nếu anh em mua ấy thì anh em đều mua mức rank 3 được thôi. Lên mức rank 4 thì nó sẽ hơn 50 triệu rồi nhá. Anh em đều sẽ mua mức rank 3 với cả 3 con hàng này. Đầu tiên là mình sẽ phân tích với Cannavaro. Cannavaro thì nó hơi giống Ricardo Carvalho một chút, nó sẽ bị thọt khả năng đánh đầu. Và anh em cũng nên chơi với những sơ đồ có 3 trung vệ, nhưng bù lại nó cũng giống Ricardo Carvalho ở chỗ là cái khả năng theo kèm của con Cannavaro này phải gọi là cực kỳ tốt nhá. Và cái mà mình thích ở Cannavaro là cái nhận thức. Tức là nó sẽ có một cái kiểu như là cái AI của con này tốt, mình cảm thấy là như thế. Và nó cũng đá theo kiểu là thòng. Nói chung thì con này đá trong sơ đồ 3 CB là quá hợp lý rồi. Mọi cái phong cách thì nó tương đối giống Ricardo Carvalho, nhưng mà mình nghĩ là con này sẽ hơn Ricardo Carvalho. Còn lại bộ chỉ số của con này thì đều rất ok với một vị trí CB. Tiếp theo là con Marquinhos. Với Marquinhos rank 3 thì anh em cũng sẽ có một con hàng mà mặc dù là con này 1.83 thôi, nó ngang với Ricardo Carvalho, nhưng con này khả năng đánh đầu nó sẽ tốt hơn anh em nhá. Mình không biết là lý do vì sao, có thể do khả năng bật nhảy, khả năng chọn vị trí nó tốt hơn. Nhưng kể cả khả năng đánh đầu ghi bàn hay là đánh đầu chống bóng bổng ấy thì con này đều tốt hơn Ricardo Carvalho. Và với Marquinhos ấy, mình thích ở Marquinhos một điểm đó chính là tất cả những em nó đang cần một con CB dọc
thì chơi Marquinhos là hợp lý nhất rồi. Bởi vì con này là một con đúng kiểu là dập luôn anh em ạ. Mình đá cả Marquinhos nó rất hay lao lên. Nó rất hay lao lên và nó cực kỳ chủ động. Cùng với đó là cái thể hình của nó cũng tương đối dày. Đấy, bộ chỉ số thì con này tốt hơn đại đa số CB ở cái khoản chuyền bóng nữa. Nó có thể tịnh tiền bóng nữa. Bởi vì Marquinhos ngoài đời thì cũng từng có cái thời điểm mà đạt CDM anh em ạ. Nên là khả năng chuyền bóng con này tốt, khả năng phòng thủ cũng tốt, đánh đầu cũng không quá yếu mặc dù chỉ số 1m83 thôi và đá thiên hướng dập. Nói chung là anh em cần một con CB dập thì anh em sẽ chọn Marquinhos ở vị trí top 9 này. Còn top 9 mà ngon nhất thì mình vẫn nghĩ là top số 3. Đấy, ba con này thì đều kiểu ngang ngang nhau nhưng mà nếu mà chọn một con nhỉnh hơn thì mình vẫn chọn top số 3. Bởi cái thứ nhất là con hàng này có một cái thể hình rất là tốt và đây cũng là con hàng khỏe nhất trong ba con hàng mình vừa kể này. Rồi cũng là con hàng có khả năng phòng thủ rất là tốt. Nó không hẳn là nó hay đá chủ động đâu. Nó cũng không hẳn là một con CB đá giữ vị trí thòng đâu. Nó sẽ kiểu như là hài hòa giữa cả hai cái phong cách đấy. Lúc thì nó sẽ lao lên, lúc thì nó sẽ giữ vị trí. Và với cái con này thì mình thấy là quá tốt cho anh em có thể chơi với một cái tầm tiền khoảng 50 triệu mà anh em mua top số 3 phiên bản rank 3 về, sau đó là anh em nâng level lên. Bởi vì con này thì nó gần như nhá, gần như là mọi bộ chỉ số của nó thì đều rất là ổn rồi, rất là ngon rồi. Quan trọng là in game nữa, nhưng mà in game con top số 3 thể hiện cũng rất là tốt. Nhưng mà ở thời điểm này thì mình thấy là có vẻ là đa số anh em cũng ít chơi dần top số 3 rồi. Nhưng cá nhân của mình thì con hàng này vẫn là con hàng ngon ở trong tầm top 10 nếu anh em có tầm 50 triệu anh em nhá. Đến vị trí số 8 thì mình sẽ chọn Socambo nha. Đấy, Socambo với mức over 94. Con hàng này lúc mới ra ấy, nó đá rất là tín, nó đá rất là cháy luôn. Tuy nhiên thì càng về sau thì nó đã bị nép dần rồi nhá, nép dần về đúng cái thực lực của nó rồi. Tuy nhiên là mặc dù nép nhưng mà mình đánh giá là vẫn tốt ở thời điểm này. Và với 50 triệu thì anh em có thể mua được cái mức rank là mức rank này với tổng khoảng 48 triệu. Tất nhiên là anh em sẽ phải bỏ thêm tiền để anh em nâng level nó lên. Nhưng với một cái phiên bản rank 3 với Socambo như này thì mình đánh giá rất là tốt anh em nhá. Bởi vì cái chỉ số con Socambo ấy, thứ nhất là con này là một cái con mà người trong game nó rất là to, nó rất là đầm người. Mặc dù là 1m88 thôi và anh em có thể thấy là ví dụ như con top số 3 là 1m94, nhưng mình thấy là vì cái cân nặng của con Campbell là 88kg nên người trong game cảm giác nó khá là to anh em ạ, khá là đầm người. Và cái điểm mạnh của số Campbell nó vẫn là thế, nó vẫn là khả năng tranh chấp này, khả năng đánh nhau này, khả năng tì đè các thứ, xoạc bóng hay là theo kèm thì đều rất là ok. Anh em có thể thấy bộ chỉ số rất là tốt. Và với con Socambo này thì nó đá thì mình thấy là cũng không hẳn là chủ động hay là giữ vị trí đâu. Nó cũng như kiểu top số 3, tức là nó hài hòa giữa cả hai yếu tố, hai cái phong cách đá. Lúc thì nó lao lên, lúc thì nó lùi về. Nên là con này cũng sẽ rất là dễ để anh em thích cặp với một con hàng khác, là bất kỳ con nào cũng được. Và với một cái bộ chỉ số như thế này, với những cái work rate như thế này và lại có thêm cái trade đánh đầu mạnh nữa thì mình đánh giá con này là con phù hợp để anh em chơi ở thời điểm này. Tuy nhiên thì Campbell có một vài tình huống khi mà mình đá ấy, khả năng chống bóng bổng từ những tình huống cố định của Campbell là nó không quá tốt anh em nhé. Mình thì thường hay bị kiểu như là phạt góc mà mình dùng Socambo kèm người ấy thì thường sẽ hay bị ST đội bạn đè để đánh đầu. Những tình huống cố định ấy thì cũng không biết lý do là gì, nhưng đấy có thể là một trong những cái điểm yếu mà anh em cân nhắc dùng Socambo. Còn lại những cái mặt khác thì mình đánh giá rất cao con hàng này. Đến vị trí số 7, vị trí số 7 thì mình sẽ lựa chọn con hàng Araujo. Với Araujo thì cái mức tiền nó cũng ngang ngang với Socambo thôi. Và ở đây chúng ta cùng xem là với 50 triệu thì mình nghĩ là cũng mua được mức rank 3 thôi. Đấy, mua được mức rank 3. Và với mức rank 3 này thì chúng ta sẽ có một con hàng ra mắt tương đối lâu rồi, từ thẻ Rival. Và đến thời điểm này vẫn đang thể hiện rất là tốt. Rồi anh em là đang có Araujo thì đá vẫn đang rất là ok. Con hàng này thì có 1m88 và nặng 79kg. Nó sẽ mạnh ở những cái điểm như là tốc độ tốt so với những con hàng CB ấy. Rồi chúng ta có một cái khả năng kèm người rất là ok này, khả năng xoạc bóng này, khả năng tắc bóng này. Về khoản chống bóng bổng của con Araujo này thì sao? Với khoản chống bóng bổng của Araujo thì thực ra là mình thấy là nó không quá tốt nhưng nó cũng không quá tệ. Nói chung là đủ dùng với khoản chống bóng bổng này. Và anh em cũng có thể thấy là con Araujo thì phong cách đá nó cũng không thiên về kiểu dập hay kiểu thòng đâu. Nó cũng kiểu hài hòa cả hai. Và đây là một con hàng mặc dù ra mắt lâu rồi nhưng mà vẫn chưa bị out meta nhá. Anh em chơi ở thời điểm này vẫn chơi thoải mái và mình vẫn xếp con hàng này ở vị trí thứ 7 với những cái trải nghiệm cá nhân của mình với Ronald Araujo. Ở vị trí số 6 thì mình sẽ lựa chọn một cái tên tương đối mới đến từ thẻ Totti, đó chính là Ruben Dias. Với Ruben Dias phiên bản thẻ 95 này thì với 50 triệu mình nghĩ là chúng ta sẽ chỉ mua được mức rank 2 thôi. Tầm rank 2, cứ cho là rank 2 đi nhá, bởi vì tầm 50 triệu mà. Với Ruben Dias ở mức rank 2 này thì thực ra Ruben Dias này nó sẽ tương đối là yếu nếu anh em so sánh với bản Ruben Dias ở Utopti ấy. Nhưng mà nếu anh em không có tiền chơi Utopti thì anh em chơi bản này cũng ok nhá. Nó chỉ bị yếu hơn chắc là mình nghĩ tầm khoảng 15-20% thôi. Với Ruben Dias thì chúng ta có một con hàng mà nó chơi theo kiểu khá là hiện đại.
phù hợp với đại đa số anh em, với đại đa số phong cách chơi. Thì con hàng này mình cũng là một trong những con hàng mình trải nghiệm rất là nhiều qua các cái mùa giải rồi. Hầu như phiên bản nào ở thời điểm gần đây cũng có Ruben Dias phiên bản Totti anh em ạ, bởi vì đá cho Manchester City mà. Với Ruben Dias thì mình thấy là về phong cách đá thì nó cũng tương đối là giống với Ronald Araujo. Những cái điểm mạnh thì nó cũng theo kiểu kèm người rồi tắc bóng rồi thể chất, mọi thứ đều rất là ok. Con hàng này thì về trade ẩn thì chúng ta cũng có cái đánh đầu mạnh. Mình thì mình rất là thích những con hàng CB có cái trade ẩn đánh đầu mạnh. Với work rate thì thực ra là nó cũng không hẳn dập hay không hẳn thòng đâu. Nó cũng kiểu hài hòa giống như Ronald Araujo. Nói chung về phong cách đá thì mình thấy tương đối giống Ronald Araujo. Nhưng mà có thể là vì ra mắt sau nên là cái bộ chỉ số cũng như in-game thì mình thấy là đá tốt hơn so với Ronald Araujo. Thì đây là một con hàng mà cũng rất là phù hợp cho đại đa số anh em chơi, với một cái chỉ số rất là ok và in-game đá cũng rất là tốt. Mình sẽ xếp DS ở vị trí số 6 nhá. Đến vị trí số 5 thì sẽ là một cái tên tương đối quen thuộc thôi. Vị trí số 5 thì mình sẽ chọn là Virgil van Dijk. Và Virgil van Dijk chúng ta có hai phiên bản. Nếu như anh em mua cái bản này ấy thì anh em có thể sẽ mua được phiên bản là rank 3. Còn bản này như cũng sẽ mua được rank 3 thôi. Thì mình vẫn khuyến khích anh em bản này rank 3 thì nó hơi cao, vẫn phải rank 2. Mình vẫn khuyến khích anh em chơi bản Totti hơn nhá. Bản Totti thì thực ra là nó cũng y như con Dias ấy, tức là so với Utopi thì có vẻ là hơi yếu, nhưng so với những con hàng khác ở trong cái tầm tiền này thì mình đánh giá là tương đối tốt. Virgil van Dijk thì thường là gần như tất cả từ cái bóng đá thì nó đều hợp meta game anh em ạ. Đấy, nó có một cái thể hình rất là tốt, khả năng chống bóng bổng ok. Rồi về thể hình, thể lực, về thể chất, tranh chấp bóng, đánh nhau, rồi là nhận thức, kèm người, các thứ thì nó đều toàn diện. Nói chung đây có thể xem là một trong những con CB mà toàn diện nhất rồi. Nếu anh em không có bản Utopi thì anh em có thể chơi bản Totti thường này vẫn rất là ok. Với chuyên ẩn thì chúng ta cũng có cái chuyền dài và cái đánh đầu mạnh thì nói chung là rất là tốt với con hàng Virgil van Dijk. Và đây sẽ là một con hàng nó sẽ kiểu hơi thiên hướng thòng một chút nhá. Nó sẽ giữ vị trí và nó sẽ phán đoán để có thể tung ra những pha tắc bóng anh em ạ. Chứ nó cũng không hẳn là quá là lao lên như những con hàng khác đâu. Thì đây là con hàng mình đánh giá ở vị trí top 5 anh em nhá. Tiếp theo chúng ta đến với vị trí top 4. Với vị trí top 4 thì mình sẽ lựa chọn một cái tên mà mình từng rất là thích. Đó chính là Rio Ferdinand. Tất nhiên bây giờ ra nhiều con CB ngon hơn rồi thì mình đã không còn dùng Rio Ferdinand nữa. Nhưng đây là một con hàng mà trước đây dùng mình rất là ưu tiên sử dụng anh em nhá. Và chúng ta cũng sẽ mua được mức rank 3 mà thôi với tổng khoảng 45 triệu. Với Rio Ferdinand thì đây đúng là một con CB thiên hướng là thòng đấy. Nó về phong cách chơi nhá, về phong cách chơi mình thấy giống y hệt gần như y hệt Virgil van Dijk luôn. Nên không gần như không khác gì với Virgil van Dijk anh em ạ. Và với Rio Ferdinand thì cái điểm mạnh nhất là khả năng kèm người này, khả năng phán đoán tình huống và tắc bóng. Về khoản chống bóng bổng thì sao? Chống bóng bổng thì Rio thì thực ra là cũng không hẳn là quá tốt nhưng cũng không hẳn là tệ. Nói chung là đủ dùng với Rio Ferdinand. Chúng ta có một cái tốc độ với Rio Ferdinand là tương đối tốt anh em nhá. Với cái tốc độ này thì anh em vẫn có thể theo kèm được nếu như anh em xuất phát trước. Còn nếu như xuất phát sau thì sẽ hơi khó, bởi vì tiền đạo ở bây giờ thì nói thật với anh em là nhiều con hàng có tốc độ cao lắm. Thì với cái tốc độ này nếu anh em chịu khó mà đoán trước được tình huống và xuất phát trước thì có thể vẫn có thể kèm người được. Và về trade ẩn thì chúng ta cũng có một cái đánh đầu mạnh. Nói chung với Rio Ferdinand thì mình đánh giá cao. Anh em nên cho con hàng này, nếu mà anh em chơi ấy, cho cặp với một con CB thiên hướng dập nữa thì rất là tuyệt vời với Rio Ferdinand anh em nhá. Với vị trí top 3 thì sao? Với vị trí top 3 thì mình sẽ chọn một cái tên mới ra, đó chính là Nesta. Với Nesta phiên bản MOS này thì không biết là sắp tới có giảm hay không, nhưng thời điểm này nếu anh em mua thì sẽ chỉ mua được mức rank 1 mà thôi. Và với Nesta ấy thì mình khá là phân vân khi mà mình chọn bản này với cả là cái bản 22 triệu ở dưới này. Với bản 22 triệu ở dưới này thì anh em sẽ chọn được cái phiên bản là rank 3. Tuy nhiên thì khi mình so sánh chỉ số và các cái yếu tố liên quan thì mình vẫn thấy bản này nếu anh em mua rank 1 thì nó sẽ lợi hơn anh em nhé. Thì với Nesta thì nó sẽ hợp với những sơ đồ, nói thật với anh em là Nesta hợp với sơ đồ 3CB hơn là sơ đồ 2CB. Bởi vì Nesta khi mình đá thì kèm người này, tắc bóng hay là về mặt tốc độ thì mình đánh giá rất là cao con hàng Nesta này. Nhưng cái khả năng chống bóng bổng mặc dù mét 87 nó tốt hơn so với Marquinhos mét 83 nhé. Nhưng về khoản đánh đầu chống bóng bổng mình vẫn thấy thua nhiều con hàng CB ở thời điểm này lắm. Nên nó vẫn nên đá ở những cái sơ đồ có 3CB anh em nhé. Còn mình đã nói rồi, đấy là một cái điểm yếu. Tất nhiên những con hàng CB thì không tránh khỏi con yếu điểm này, con yếu điểm kia. Nhưng phải nói là đấy gần như cái điểm yếu gần như mình thấy duy nhất của Nesta, khi mà con hàng này là một trong những con hàng có tốc độ gần như là rất là tốt, gần như tốt nhất ở vị trí CB. Cái tốc độ theo kèm rất là ok anh em nhé. Khả năng kèm người cũng tốt này, khả năng cắt bóng, tắc bóng, mọi thứ đều ok. Nhận thức cũng tốt nữa, chẳng qua là khả năng đánh đầu mình vẫn chưa cảm thấy là quá là ok. Mặc dù 1m87 cũng không phải là một cái chiều cao nó quá là thấp đâu, nhưng cảm giác là khả năng đánh đầu cũng không quá ok đâu. Và cái thể chất nếu mà gặp những con hàng đấm nhau tốt thì Nesta có thể là cũng hơi thua thiệt. Nó sẽ không đấm nhau tốt như kiểu là Socambo hay là Company các thứ đâu. Nhưng đây vẫn là một con hàng mà tầm 50 triệu anh em xứng đáng chơi ở thời điểm này mới ra, nên là cũng được book tương đối nhiều anh em nhá, ở vị trí số 3 đấy.
Tiếp theo ở vị trí số 2, ở vị trí số 2 thì mình sẽ lựa chọn Company anh em nhé. Hồi xưa thì công bằng mà nói cái thời điểm Rio ra ấy, thì phải nói là Rio Ferdinand nó hơn Company tương đối nhiều. Tuy nhiên càng về sau thì có vẻ EA nép cho hai con gần như là ngang ngang nhau. Và đến thời điểm hiện tại nếu mà tầm 50 triệu mà ở vị trí số 2 thì mình sẽ lựa chọn Company, vẫn là phiên bản rank 3. Đây là một con hàng CB toàn diện, mình phải nói thật là như thế. Bộ chỉ số của nó có thể là nó nhìn nó đuối hơn so với những con hàng CB khác, nhưng mà quan trọng là cái in game. Người rất là đầm này, kiểu cảm giác to, họ tiền đạo đội bạn rất là khó có thể vượt qua. Thể hình cao, chống bóng bổng tốt. Về tốc độ thì nói thật là không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Nói chung là với tốc độ này thì anh em có thể là đủ xài. Về những cái khoản về phòng thủ như là tắc bóng này, xoạc bóng này, theo kèm nhận thức, hay là những cái vấn đề liên quan đến bật nhảy các thứ thì mình đều đánh giá con hàng này ok. Và đây sẽ là một con hàng mà hơi có xu hướng lao lên một chút. Hồi xưa rất là nhiều anh em sử dụng cặp Rio Ferdinand và Company, và trong đó có cá nhân của mình thì cái cặp này rất là hợp anh em ạ. Thì sẽ có hơi có xu hướng lao lên một chút, nhưng mà mọi thứ đều vẫn rất là ok. Nói chung là có những cái như là tắc bóng sớm này, rồi hai cái trade leadership với team player này, hai cái trade này không phải để ý đâu. Và nếu như con Company này có một cái trade đánh đồng mạnh nữa thì mình nghĩ là nó sẽ hoàn hảo. Nhưng như mình nói rồi, CB rất ít có con hàng nào mà đầy đủ hết ở cái tầm 50 triệu này, nên là bỏ qua cái đấy cũng được. Thì mình nghĩ là top 2 anh em có thể sử dụng Company ở thời điểm này rất là tốt. Về vị trí top 1 ở trong lòng của mình ở đây thì mình nghĩ là sẽ anh em sẽ hơi khó đoán một chút. Nhưng nếu như tầm 50 triệu mà nói về top 1 CB ở thời điểm hiện tại đối với cá nhân của mình thì mình sẽ chọn Kim Min Jae. Với Kim Min Jae thì sẽ có hai phiên bản cho anh em có thể lựa chọn, tùy nhá, đều sẽ là hai phiên bản chất lượng hết và mình đều thấy nó chất lượng ngang nhau. Đầu tiên là có thể là bản 95, bản Utopia này. Cái thứ hai là anh em có thể chơi bản 93. Với bản 93 thì anh em sẽ mua được, mình nhớ không nhầm là mức rank đỏ, đúng rồi, mức rank đỏ. Thì cả hai phiên bản thẻ này đều ok. Với phiên bản thẻ rank đỏ này anh em có thể chỉ số này. Còn AI ở trong game thì nó giống nhau thì anh em thể mua rank đỏ bản đấy, hoặc là lâu dài hơn thì anh em có thể chơi bản này và sau đấy về dùng Marciano anh em nâng rank lên. Với bản này thì anh em sẽ chỉ mua được mức rank, mình nhớ không nhầm là mức rank 0 thôi, hoặc có thể là mức rank 1. Đấy, mức rank 1 chỉ số cũng rất là tốt. Với 50 triệu thì mình nghĩ là anh em chơi Kim Min Jae là ngon nhất ở thời điểm này anh em nhé. Vì mình từng gặp, từng trải nghiệm với Kim Min Jae rồi. Nói chung đây là một con hàng mình thấy là cũng toàn diện. Nó thể hình 1m9, nặng 86kg, người tương đối là đầm. Nói chung là người khá là giống Company. Rồi về tốc độ thì phải gọi là rất là tốt, bởi vì con hàng này còn khá là trẻ và ở ngoài đời tốc độ con này cũng ok, nên là trong game tốc độ cũng tương đối tốt. Những cái điểm mạnh của Kim Min Jae thì gần như là một con CB cần luôn. Liên quan đến đầu tiên là sức mạnh, lên đến 104, một cái sức mạnh rất là tốt, rất là khủng ở trong cái tầm top 10 này. Tiếp theo là những khoản như là kèm người này, tắc bóng, xoạc bóng này, nhận thức này, đánh đầu này, bật nhảy này, cái aggression là cái sông sáo ấy, đều rất là tốt anh em nhé. Phải gọi đây là một con hàng CB rất là toàn diện. Mình rất là thích con hàng Kim Min Jae, và trong 50 triệu nếu top 1 anh em có thể chơi bản Kim Min Jae bản này. Vẫn ưu tiên bản này hơn, mặc dù bản này rank 1 thì chỉ có 96 thôi, nhưng mà cái chỉ số gốc của nó cao hơn và anh em có thể chơi lâu dài hơn bằng cái việc là dùng Marciano rank up. Hoặc không thì anh em muốn một con hàng mà anh em có thể nâng level lên cao, đá luôn thì anh em có thể chọn Kim Min Jae bản 93, nhưng mà mình ưu tiên bản 95 hơn. Thì là top 1 trong lòng cá nhân của mình là một con CB gần như toàn diện nhất ở thời điểm này nếu anh em có tầm 50 triệu. Tất nhiên trong 50 triệu chúng ta còn có những sự lựa chọn khác nhưng mình thấy không con bằng. Kể cả những cái sự lựa chọn dưới này mà ví dụ rank cao, ví dụ như Dante rank đỏ này, hay là Max Homo những cái rank cao ấy, mình vẫn thấy chưa bằng những con hàng đeo, hay kể cả The League cái rank đỏ, mình nhớ không nhầm The League rank đỏ đúng không? Đây đúng không? Mình vẫn thấy không bằng những con hàng top 10 mình vừa kể tên đâu. Nói chung dưới này mình đều xem rồi, và dưới này thì không có con nào mà nếu mà tầm 50 triệu mà so được với 10 con trên đâu, với quan điểm cá nhân của mình và những cái bảng xếp hạng mà mình tham khảo được. Tuy nhiên thì sẽ có một cái lưu ý cho anh em ở một cái tên nữa, đó chính là con hàng Vidic. Con hàng này ấy, thực ra là nếu như mà cái mức rank cam của nó mà rơi vào khoảng 50 triệu thì mình sẽ đánh giá rất ngon. Nhưng cái mức rank cam của nó lại tận 60 mấy triệu thì mình sẽ cho nó out top 10 luôn. Bởi vì là mức rank đỏ của con hàng này thì mình thấy là không ngon bằng những cái con hàng ở phía trên mình kể cho anh em đâu. Chẳng qua là mức rank cam thì nó sẽ có thể là nó lọt top 10 được, nhưng mà vì mức rank cam nó chênh tiền hơi nhiều so với mức giá 50 triệu nên mình sẽ loại bỏ Vidic anh em nhé. Như vậy là mình vừa nêu tên cho anh em 10 cái tên mà tầm 50 triệu ở vị trí CB anh em có thể chơi. Từ những con hàng mà chúng ta mua over thấp hơn rồi rank cao hơn, đến những con hàng mà over cao mà lại rank thấp. Và hy vọng là với clip này thì những anh em nào đang có tiền, đang phân vân một vị trí CB thì anh em có thể lựa chọn một cái tên phù hợp với đội hình của anh em. Và nếu như mà anh em thích cái kiểu series như thế này thì anh em có thể comment phía bên dưới để cho mình biết nhé. Và anh em có thể nêu lên cái vị trí tiếp theo mà anh em muốn mình làm. Mình nghĩ là mình sắp tới thì sẽ làm vị trí CM, còn không biết thì anh em như thế nào. Còn clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Bye bye.